Uầy, tính ra ấy, nó định giá 300.000 cái USB này là không hề đắt các bạn nhé. Kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Nay mình vừa nhận một kiện hàng từ Shopee. Mời anh em đập hộp và test của mình nhé. Đây là USB và Bluetooth audio mới nhất đến từ Urin. Sản phẩm này thì nó mới lên sàn Shopee Mall của Urin cách đây đâu đó khoảng chục hôm thôi. Ngay khi mà mình phát hiện ra nó xuất hiện trên sàn, mình lập tức đăng thông tin về nó lên group thì khá là bất ngờ. Không chỉ một mình mà mình thấy có rất nhiều anh em quan tâm đến dạng sản phẩm này. Đó, mình đăng lên này, các chủ tịch hệ aptX đâu rồi đó? Thì đây là một cái USB mà hỗ trợ khá là nhiều codec và chủ yếu là liên quan đến hệ aptX các bạn nhé. Đó, nó có SBC, aptX, Adaptive Low Latency này, aptX HQ này, aptX và aptX HD đó. Thì có rất là nhiều anh em quan tâm đến dạng sản phẩm này luôn. Có nhiều anh em thì chưa biết nó là gì đúng không? Đây mình đăng đến được hơn 200 like, đến 150 comment phải. Đó. Thì có nhiều anh em biết về cái dạng sản phẩm này rồi và cũng hỏi luôn giá cả như nào. Thì lúc mình đăng là giá của nó là 350 à. Mình săn sale áp mã Shopee thì mua được nó với mức giá là 325.000. Mình thấy có một số anh em săn được với mức giá rẻ hơn, 300.000, thậm chí là dưới 300.000 các bạn nhé. Thì hôm nay mình đã nhận được hàng ở đây thì mời anh em đập hộp và trải nghiệm của mình. Đó. Thì trong một số video về USB Bluetooth trước đây thì mình có thông tin đến anh em là nó đang chia ra làm hai dạng chính. Ở đây thì mình có chiếc gần nhất, mình mở hộp cho các bạn này. Đây là USB Bluetooth 5.4, Bluetooth adapter thôi nhé, nó không có chữ audio phía bên sau. Thì cái USB Bluetooth 5.4 này nó gần như là chỉ sử dụng được với máy tính Windows, sử dụng được với hệ điều hành Windows, ví dụ như laptop, PC này, rồi máy tính bảng Windows. Thì anh em cắm cái này vào những cái máy đấy của các bạn mà không có Bluetooth hoặc là Bluetooth version quá cũ thì các bạn mua cái phiên bản này thì nó sẽ giúp cho máy của các bạn có Bluetooth phiên bản mới này là 5.4 này, nó có thể kết nối được với nhiều thiết bị ngoại vi, ví dụ như là tai nghe, loa, và bên cạnh đó nhé là có bàn phím, chuột, tay cầm chơi game các thứ này. Thế còn bên này nó là dạng USB Bluetooth audio thì các bạn chỉ kết nối được với cắm vào các thiết bị kia thôi, các bạn có thể kết nối được với loa hoặc tai nghe thôi nhé, các thiết bị audio nói chung đấy. Còn bên này thì các bạn sẽ chỉ kết nối được với Windows, chỉ sử dụng được với Windows và kết nối được với rất là nhiều thiết bị ngoại vi đó. Tiện nói đến cái chiếc 5.4 này thì cũng feedback đến anh em là cái chiếc 5.4 này mình vẫn sử dụng nó xuyên suốt từ cái lúc mình quay video mở hộp này đến bây giờ, mình vẫn đang cắm ở máy và sử dụng nó hoàn toàn bình thường. Nó hoạt động rất là trơn tru mượt mà, chưa gặp một cái lỗi gì trên máy của mình. Thế nên anh em nào mà sử dụng PC, laptop, Windows mà các bạn đang cần tìm USB Bluetooth để có thể sử dụng được với loa, tai nghe, bàn phím, chuột, Bluetooth thì các bạn có thể tham khảo cái phương án này. USB Bluetooth 5.4, giá của nó chỉ rơi vào khoảng 100.000 ạ. Đó. Và đến bây giờ mình vẫn đang cắm ở máy hoạt động bình thường. Thế còn đây là dạng USB Bluetooth audio thì sử dụng nó trong trường hợp nào? Sử dụng nó trong trường hợp các bạn đang có những cái tai nghe mà đặc biệt là có những cái codec liên quan đến aptX các bạn nhé. Điển hình là cái cả lò nhà Sennheiser thì gần như là tai nghe nào nó cũng về aptX cả, codec aptX. Đấy, ví dụ như ở đây mình có chiếc Momentum Wireless 4 này, hoặc là chiếc Sennheiser Momentum True Wireless 3, True Wireless 4 thì nó đều là những cái tai nghe mà hệ codec là aptX. Thì anh em có thể sử dụng cái USB Bluetooth audio này. Đấy. Thậm chí nhá, trên một máy tính mình vẫn đang sử dụng riêng biệt hai loại đúng không? Trừ khi mà mình chủ động test cái này thì mình sử dụng chung audio vào đây. Thế còn thường mình sẽ sử dụng riêng ra. Ví dụ như cái này mình sẽ kết nối thiết bị ngoại vi như là chuột, bàn phím này, hoặc là tay cầm nếu như mình muốn test tay cầm. Thế còn USB Bluetooth audio này mình sẽ sử dụng nó kết nối riêng với tai nghe các bạn. Đấy. Đấy là cái cách sử dụng của mình. Thì ngoài việc cái USB Bluetooth audio này nó hỗ trợ nhiều codec liên quan đến aptX đúng không? Thì nó còn việc sử dụng riêng như thế thì với mình thì nó sẽ mang lại cái tính ổn định hơn là việc sử dụng chung một cái USB Bluetooth này cho nhiều thiết bị cùng một lúc quá nhiều đúng không? Ví dụ như một chuột, một bàn phím với một tai nghe là nó đã thành ba thiết bị rồi. Đó. Thì đôi khi là sẽ gặp cái tình trạng giật lag đúng không? Còn đây là dạng để chúng ta dùng riêng với tai nghe hoặc là loa, nó khá nhẹ so với tưởng tượng của mình. Nút nhấn này, ở đây các bạn sẽ có một cái nút nhấn để các bạn có thể reset này, pairing các kiểu này, nhưng mà nó hơi lọc sọc nha. Đó. Thì
Thì cái chiếc USB Bluetooth này nó ở phân khúc giá thực ra cũng không phải là rẻ nhất. Rẻ nhất mình đã từng mua thì chỉ khoảng hơn 100 nghìn thôi, nhưng mà chất lượng build của nó thì khá là... Ôi trời ơi, đây mình sẽ lấy chiếc nào. Bây giờ là chưa vào mùa lạnh các bạn, nên là headphone mình vẫn đang cất, và điển hình là chiếc Momentum Wireless 4 này mình vẫn đang cất. Thì đây là chiếc Sennheiser BTD600 các bạn. Chiếc này ngày xưa có một đợt nó sale xuống 600.000, mình có đăng lên group là có khá nhiều anh em mua đợt đấy. Thế còn bây giờ thì giá của nó tăng lên rất nhiều các bạn, săn sale nó cũng phải rơi vào khoảng loanh quanh 1 triệu các bạn nhé. Thế còn chiếc này của Ugreen là mới ra gần đây, thì về mặt codec thậm chí là nó còn hỗ trợ nhiều codec ở hệ aptX hơn, và giá của nó thì đang mềm hơn khá nhiều. Cái Sennheiser này thì nó sẽ đi kèm một cái adapter chuyển như này các bạn. Đấy, cũng của Sennheiser này. Nó sẽ chuyển về dạng Type-C như này. Thế còn Ugreen thì mặc định là nó đã là Type-C sẵn rồi. Thì bây giờ Type-C thì nó cũng là phổ biến, ứng dụng rộng rãi. Thế còn Sennheiser này thì nó lợi thế hơn ở việc là các bạn có thể rút ra cắm vào cổng USB. Đó. Ok. Nhẹ tênh luôn. Nhẹ tưởng tượng của mình thì thực ra nó chỉ có một cái bo mạch ở đây, một cái con chip ở bên trên này, một cái nút nhấn này, đèn báo này, một cái thạch anh dao động để lấy tần số kiểu xung nhịp clock các kiểu cho con chip hoạt động. Và mình dự đoán là nó sẽ là con chip đến từ Qualcomm đấy. Lát thì chúng ta sẽ cùng test các bạn nhé. Bây giờ cắm test luôn nhỉ. Thì với cái USB Bluetooth audio này, cả hai con này đặc tính của nó giống nhau các bạn nhé. Nó là cái thiết bị kiểu plug and play, nên là các bạn có thể cắm vào, nó tương thích với rất nhiều dạng thiết bị khác nhau. Ví dụ như ở đây mình có một chiếc iPad cổng Type-C này, hoặc là một chiếc iPhone cổng Type-C này, hoặc là anh em có thể cắm vào PS5 này, cắm vào máy tính Windows, cắm vào MacBook, có khi là nó vẫn hoạt động bình thường. Thế còn với cái USB Bluetooth mà sử dụng cho Windows ban nãy thì anh em cần lưu ý là nó chỉ tương thích được với Windows thôi nhé. Đó. Cái này thì các bạn có thể cắm vào nhiều dạng thiết bị khác nhau và cứ cắm là nó chạy luôn thôi. Nó giống như là một cái thiết bị phát rời vậy. Đó. Đây nó đã nhấp nháy này. Đó. Nhấp nháy như này thì đây nhá, iPad, iPhone của chúng ta thì không có codec aptX đúng không? aptX HD các kiểu thì các bạn cũng có thể sử dụng cái phương án này để nghe nhạc chất lượng cao với cả tai nghe mà có hỗ trợ codec aptX. Điển hình ở đây là cả lò nhà Sennheiser. Thế nhưng mà dùng như này thì hơi bất cập. Với mình thì thường là mình sẽ cắm vào những cái thiết bị mang tính cố định hơn là tính di động, như là điện thoại hay là tablet như này. Các bạn có thể cắm vào chiếc PS5, các bạn có thể cắm vào PC, laptop thì nó sẽ hợp lý hơn là cắm vào iPhone. Ờ rồi, sách hướng dẫn khá là dài. Chúng ta sẽ xem là màu nào, màu đèn nào báo tương ứng với codec nào các bạn. Đây, một cái sớ rất là dài. Các bạn nên đọc qua nhé, để biết các thao tác liên quan đến pairing này, connect này, reset này, các thứ này. Đó, đây này, các thao tác này. Đây, đây là một cái ví dụ minh họa cho việc mà các bạn sử dụng chiếc USB Bluetooth này như nào. USB Bluetooth audio này thì các bạn có thể cắm vào desktop này, laptop này, tablet này, PS5 này, switch này, cắm vào nhiều dòng điện thoại, nhiều cái thiết bị mà có cổng Type-C. Ví dụ như cắm vào chiếc Samsung này cũng được, nhưng bản thân Samsung này thì cũng có codec aptX rồi, nên là cắm vào thì sẽ gọi là hơi cồng kềnh, một pha xử lý hơi cồng kềnh. Cắm vào iPhone cũng được, tại vì iPhone thì chưa có aptX, nhưng mà như thế thì trông nó khá là cồng kềnh. Tiếp đến thì từ cái USB Bluetooth này nó sẽ kết nối ra các cái thiết bị ở đây là đều là thiết bị audio các bạn nhé. Tai nghe, headphone này, rồi loa này. Đó. Thì đây là cái sơ đồ của nó. Ở đây mình chưa nhìn thấy được cái phần nó hướng dẫn đèn màu nào, là codec nào. Chúng ta sẽ xem lại cái bài đăng này này. Thì ở đây có luôn này. Đấy. Đây là trên Shopee của nó các bạn nha, mình lấy ra này. Thì cái màu này có đúng không?
Tại vì ấy, cái đèn LED RGB khi mà nó trộn ở cự ly gần này, chúng ta sẽ nhìn không đúng được cái màu mà nó muốn thể hiện đây đâu. Chúng ta sẽ có màu xanh này là SBC này, màu xanh cyan này là APTX Adaptive Low Latency, xanh lá là APTX Adaptive HQ, còn màu tím tím này là APTX HD này. Và mình nghĩ là nó đang kết nối ở cái màu tím tím này. Thì đến đây là mình có thể sử dụng nghe nhạc bình thường rồi. Các bạn có thể sử dụng với các cái ứng dụng stream nhạc, đúng không ạ? Ở đây nó không có playlist của mình à? Mặc dù mình đã đăng ký rồi mà. À đây. Đó, để xem chúng ta có thể tăng giảm âm lượng bình thường không. Ui, ở đây mình vẫn đang đeo open ear các bạn. Bây giờ chỗ mình vẫn đang khá là nóng. Sắp tới vào mùa đông thì mình mới sử dụng cái... Đây rồi, bây giờ mới hiện đây các bạn này. Bắt đầu phát thì nó mới hiện các bạn. Nó đang sử dụng là APTX Adaptive HQ các bạn nha. Màu xanh lá này. Đó. Mình có thể thao tác tăng giảm âm lượng trên tai nghe được này. Trên máy vẫn nhận bình thường này các bạn này. Đó. Thì đây là ví dụ một cái trường hợp sử dụng, nhưng mà thực ra cắm vào iPad như này trông nó khá là cầm cành. Anh em nên kết nối trực tiếp với iPad với headphone thì mình nghĩ là hợp lý hơn. Cái này nếu như mình dùng thì mình sẽ cắm vào trực tiếp vào laptop của mình, hoặc là PC, hoặc là anh em nào sử dụng những thiết bị cố định, mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn là việc chúng ta cắm thòi lòi vào. Ví dụ đây là một chiếc iPhone mà anh em lại muốn nghe APTX ở trên iPhone thì anh em sẽ phải cắm như này, nhưng trông nó là một pha xử lý khá là cầm cành đó. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ vẫn có anh em sử dụng kiểu đấy, thì tùy nhu cầu của mọi người thôi. Nhưng mà công nhận cái nút này nó làm hơi lọc sọc, nên là cảm giác hơi bị rẻ tiền. Thế còn bên này thì chúng ta cũng có nút nhấn, nhưng mà nó xịn xò hơn khá nhiều đó. Kết nối được rồi này. Cắm vào là nó sẽ tự kết nối lại với headphone thôi các bạn. Có tự kết nối lại không? Chúng ta phải xem hướng dẫn các bạn. Đó. Nhấn giữ để đưa vào trạng thái kết nối này. Mình đưa headphone vào trạng thái pairing này, đặt cạnh cái USB đang ở trạng thái pairing như này thì nó sẽ tự động kết nối với nhau các bạn nhé. Cái USB này thì mình không thấy nó giới thiệu kết nối được với hai thiết bị đồng thời, nên là dự đoán nó chỉ kết nối được với một thiết bị thôi các bạn. Ui, đèo một tí mà nóng hết cả, toát hết cả mồ hôi. Đó. Mình có thể thao tác cảm ứng bình thường trên headphone để dừng nhạc này, play nhạc này, tăng giảm âm lượng này. Đó. Nhận full thao tác media rồi. Tiến lùi bài của cái con Sennheiser này mình không dùng bao giờ nên cũng không biết cụ thể nó như nào nhỉ. Thường là mình chỉ tăng giảm âm lượng thôi. Nếu mà kết nối với máy Windows thì mình sẽ bật máy kết nối cho anh em xem nhé. Hello anh em, mình đã quay trở lại với một chiếc tablet chạy Windows. Nó cũng sẽ đại diện cho laptop hoặc là PC chạy Windows. Với các thiết bị mà anh em cắm cố định một chỗ, ví dụ như PC hoặc PS5 chẳng hạn, khi cắm các cái USB dạng thu phát sóng này nói chung, thì anh em lưu ý là hãy cắm ở cái vị trí nó thoáng mát, không bị che khuất bởi case, bởi bàn này, làm sao để tạo điều kiện thu phát sóng tốt nhất cho nó nhé. Ở đây thì mình đang test thêm với một cái trường hợp cụ thể ở đây mà có thể các bạn sẽ thường gặp. Ở đây mình đang có một chiếc tai nghe là Huawei FreeClip, nó hỗ trợ hai codec là SBC và AAC. Thì với trường hợp cụ thể này của mình á, trên máy này của mình bên trong nó đã có sẵn cả Bluetooth này, nó đang chạy Win 11 này. Thì nếu như mà sử dụng
cái cạc ở bên trong máy này thì nó sẽ hỗ trợ codec là SBC và AAC đấy. Thế còn với chiếc USB Bluetooth này thì nó sẽ có codec là SBC và nó khuyết đi codec AAC, nó có thêm các codec của hệ aptX đấy. Như vậy trong trường hợp cụ thể này của mình, chiếc tai nghe này nếu như mình kết nối thẳng vào máy này thì nó sẽ sử dụng được cái codec AAC của Windows 11 các bạn nhé. Thế còn nếu như mình kết nối vào cái USB Bluetooth này thì vô tình là nó đã bị bóp lại xuống codec là SBC, và thực tế thì ở đây nó đang phát là codec SBC này, đèn báo màu xanh dương nhé, codec SBC đó. Thì đây cũng là một cái điểm lưu ý, khi các bạn định mua cái USB này thì các bạn cần phải xác định trước xem là các bạn sẽ sử dụng nó để kết nối với tai nghe hay loa nào, và cái loa đấy thì có hỗ trợ codec hệ aptX hay không thì các bạn hãng mua cái USB này nhé. Còn nếu như mà tai nghe với loa của các bạn chỉ hỗ trợ AAC hoặc là LDAC thì các bạn không nên mua cái USB này nhé. Đó, đây là một trường hợp này. Tiếp đến thì mình nhận ra là ở đây mình cũng có một cái loa của Anker, nó hỗ trợ codec là aptX HD các bạn. Giờ mình sẽ bật lên nhé. Nhưng bây giờ đang đêm rồi nên là sẽ không test âm thanh được các bạn. Bật lên này, mình sẽ đưa USB vào trạng thái kết nối này, nhấn giữ các bạn để nó nhấp nháy này. Đó, đưa loa vào trạng thái kết nối các bạn nhé. Đó, chờ một lát cho hai thằng nó tự kết nối với nhau. Chúng ta không nhất thiết phải để gần như này đâu nhé, tại vì đây là trong khung hình của video thôi. Và thường nó chỉ mất cái thao tác pair lần đầu thôi các bạn. Thì lần sau ví dụ các bạn muốn nghe với chiếc loa này thì các bạn chỉ cần USB Bluetooth đang bật sẵn này, các bạn bật cái loa này lên là nó sẽ tự kết nối vào. Ô, lâu thế. Nó có đang ở trạng thái chờ kết nối không? Cái loa này cũng lâu lâu rồi mình không dùng, mình khá là ít dùng loa. Motion Plus, chiếc loa này trong tầm giá 1.500.000 được anh em đánh giá rất là cao. Wow, nó còn khá là bật này. Oh. Mãi không pair thế. Lâu không dùng hay không nhớ pairing kiểu gì. Mình vẫn nhớ là nó đang kết nối với laptop của mình, với cả điện thoại của vợ mình. Và bật nhạc cho trẻ con nó nhún nhảy. Mình sẽ thử lau đi xem nó sạch không. Mình có thao tác đúng không nhỉ? Tại vì lâu quá rồi không dùng. Hay là đèn màu xanh này. Ôi giời. Đấy, đây là nó kết nối lâu như vậy là do mình thao tác không đúng các bạn nhé. Các bạn cần đưa loa với hoặc là tai nghe vào trạng thái pairing. Đấy. Thì nãy là mình thao tác sai này, mình thao tác giống như kiểu là pairing hai loa hay sao ấy. Đó. Thế còn ở đây thì phải đúng là nháy đèn xanh cơ. Kết nối này. Bây giờ thì mình sẽ để an toàn thì mình sẽ cho âm lượng xuống min trước các bạn nhé. À, đi đi về về quá khứ hiện tại và tương lai của bữa. Đấy. Phải. Ok, nó đang nhận codec ở đây là một cái đèn màu tím các bạn nhé, aptX HD. Đó. Ở đây thì nó đã nhận đồng bộ âm lượng này. Mình có thể điều khiển âm lượng ở đây. Đó, tăng giảm âm lượng hoàn toàn bình thường này. Pau này. Play này. Thử tiến lùi bài bằng cách nhấn giữ này. Ngày hôm nay con loa này thì không biết tiến lùi bài kiểu gì. Nhấn giữ thì nó lại tăng giảm âm lượng nhanh. Đó. Ok, như vậy là đã kết nối được với một chiếc loa hỗ trợ aptX HD các bạn nhé. Cái đèn màu tím này trong video các bạn nhìn nó sẽ bị thành màu trắng. Để mình thử xem.
tím này, nhưng mà hơi khó nhìn các bạn. Màu màu tím tím. Tím tím hồng hồng. Đó. Nó sẽ như này. Đến đây thì lại có một thêm một lưu ý đúng không ạ? Anh em sử dụng cái USB Bluetooth này là USB Bluetooth về mặt chất lượng cao đó, để mà tối ưu các bạn muốn nghe nhạc thì các bạn cần có một cái nguồn nhạc chất lượng cao nữa đúng không ạ? Còn nghe trên YouTube như này hoặc là xem YouTube này thì cái này nó không mang nhiều ý nghĩa cho lắm. Nó sẽ có một cái ý nghĩa là chúng ta sẽ kết nối riêng đường audio bằng một cái đường riêng. Chuột thì chúng ta kết nối bằng một cái đường riêng, thì đó là cái ý nghĩa của việc này mà mình thấy như vậy. Thế còn để mà tối ưu và phát huy cao nhất cái chất lượng âm thanh thì các bạn cần sử dụng để nghe nhạc thì các bạn sẽ chọn những cái nguồn nhạc chất lượng cao. Còn bình thường thì chúng ta muốn nghe sách, nghe chuyện thì chúng ta cũng vẫn nghe bình thường, chả vấn đề gì cả. Ở đây nó giống như là một cái cầu nối và chúng ta đang nâng cấp cái cầu nối này làm sao cho cái cầu to rộng nhất có thể, tương thích nhất có thể thôi. Còn cái đầu vào thì chúng ta có thể đi xe đạp vào, đi xe máy vào hoặc đi ô tô vào đều được đấy. Nhưng mà tốt nhất là nhanh nhất thì chúng ta lên đi ô tô đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Tiếp đến về mặt trên Windows, mình sẽ vào cài đặt âm thanh. Đây, chúng ta sẽ vào More Volume Setting này. Thì ở khu vực này, chúng ta sẽ kích vào đây. Ở đây chúng ta sẽ được chọn cái tần số lấy mẫu luôn. Thì chiếc USB Bluetooth này nó sẽ hỗ trợ tối đa là 2 kênh này. Tần số lấy mẫu là 24 bit với cả 96 kHz các bạn nhé. Ở cái mức độ là Studio Quality. Đó. Mình sẽ chọn lại vào đây xem. Nhưng anh em cần lưu ý nhé, chọn cái phù hợp với tác vụ. Đấy. Cái này thì mình sẽ cần thêm thời gian test và sử dụng. Cần thêm thời gian test và sử dụng tại vì tùy từng tác vụ cụ thể đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta chọn cái này nó cao quá thì có thể là sẽ khi mà xem video có thể là sẽ thấy cái sự delay ấy. Đó. Thì tùy từng tác vụ cụ thể, còn nghe nhạc thì mỗi nhạc không thì lại không sợ bị delay đúng không ạ? Nó không có hình. Nó chỉ có tiếng thôi. Đến đây thì có cần phải bao lại này. Chuyển cái đấy. Mình sẽ chuyển trở lại này. Đó, ok. Chuyển lại về thiết bị phát là được này. Chọn thiết bị phát khác, sau đó chuyển lại. Mình sẽ chuyển lên 96 nhá. Sau đó chuyển sang loa ngoài này. Sau đó thì chuyển trở lại BT501 đó. Như vậy là nó đã nhận cái tần số lấy mẫu cao nhất này. Đó. Cái này thì anh em thao tác tí là quen thôi và cũng thường cũng chỉ thao tác một vài lần này. Đó. Cái sự delay của cái thiết bị nghe với cả cái thiết bị phát này nó còn phụ thuộc khá là nhiều thứ các bạn. Nó phụ thuộc vào thiết bị nguồn này, phụ thuộc vào cái cạc Bluetooth này, phụ thuộc vào cả cái loa nữa. Thì khi mà cả ba chiếc nó, một trong ba chiếc nó lởm thì cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng bị delay giữa hình và tiếng các bạn nhé. Ok, cơ bản trong video này thì đã mời anh em cùng đập hộp và xem sơ các chức năng của chiếc USB này. Thì nó, mình cũng mới mở hộp thôi, cũng chưa biết được cái độ ổn định lâu dài của nó như nào. Mình sẽ tiếp tục sử dụng nó giống như là chiếc USB này. Mình sẽ sử dụng nó song song với cái 5.4 này để xem là cái độ ổn định của nó như nào, có gặp lỗi gì trong quá trình sử dụng hay không. Nhưng trước mắt thì đây là một chiếc USB mà hỗ trợ nhiều codec hệ aptx và kết nối nó cũng khá là dễ dàng sử dụng. Anh em cần lưu ý nhé, khi mà các bạn sử dụng với điện thoại, mình nghĩ là nếu như điện thoại của các bạn đã có sẵn aptx hoặc là thực ra thì cũng hơi khó để nói cái này. Nếu như anh em yêu cầu cao về mặt chất lượng âm thanh thì các bạn hãy sử dụng cái này. Thế còn nếu mà các bạn, mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn với việc các bạn sử dụng với laptop hoặc là PC. Đó, những cái thiết bị cố định hơn là thiết bị di động. Thiết bị di động thì ví dụ như điện thoại thì bây giờ hầu hết các điện thoại đều hỗ trợ codec là hệ aptx các bạn nhé. Phần nhiều là như vậy rồi. Thì nếu như mà các bạn cắm qua một cái này, thứ nhất là nó cồng kềnh, thứ hai là kết nối vào đây ấy, thì sẽ không kết nối được với app của tai nghe. Đấy.
thì nó cũng là một cái điểm trừ đúng không? Thế còn cắm vào máy tính như là laptop hoặc là PC thì bản thân trên laptop PC gần như là không có hãng nào họ phát triển app của tai nghe trên laptop PC, rất là ít, rất là hiếm. Nên là chúng ta cắm vào nó chả ảnh hưởng gì, mà lại tách riêng đường hai đường Bluetooth này, cũng như là tận dụng được cái codec chất lượng cao. Mình sẽ thử bung ra. Đằng nào mình cũng để dùng mà, nên là đứt tay, cái này khá là sắc các bạn. Mình có vừa chọc vào cái gì không? May quá không bay cái gì các bạn. Và bố trí linh kiện như này. Đó, đến đây rồi vẫn chưa lấy được ra. Wow, nhìn nó. À, đến đây phải rút ra các bạn. Như này cơ. Wow, nhìn nó tím hơn cái USB hơn 100.000 mình mua. Có vẻ như hôm trước bão bùng mình đã dọn và cất cái USB 100k của mình bỏ đi đâu rồi các bạn. Nên là giờ tìm sẽ không thấy. Nhưng mà anh em có thể xem lại cái video đấy của mình về cái nội thất của chiếc USB nhá. Nó sẽ khác nhau rất là nhiều đấy. Thì ở đây nó đều có tên mã, và nếu như mà Google thì khả năng là chúng ta sẽ Google được. Nhưng mà đây thì mình sẽ xem thử. Đấy. Thì mặt này nó là con chip của gì đây? Uầy, chữ bé thế nhở? Chữ nghĩa nhỏ tí thì ti anh em ơi. Mình vừa phải dừng video để chụp ảnh, sau đó chúng ta sẽ cùng zoom lên để xem tên của các con linh kiện chính trên cái bo mạch này các bạn nhé. Thì đây là một mặt này. Đó. Anh em xem không? Cả bảo phách phách. Đó. Mặt còn lại này. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào linh kiện của từng mạch. Đây mặt này. Ở vị trí trung tâm này các bạn sẽ có một con chip đến từ Qualcomm, giống như là chúng ta dự đoán ban đầu. Thì nó có mã là Qualcomm QCC3056 các bạn nhé. Mới đầu mình cứ tưởng là chỉ được 3040 thôi, hoặc là 3046 thôi. Thì ở đây chúng ta có một con chip đời nó cũng khá là cao, nói chung là 3056. Bên cạnh này các bạn sẽ có các cái cuộn cảm tụ điện này, làm nhiệm vụ lọc nguồn cũng như cấp nguồn cho con IC này nhá. Xung quanh con IC này cũng như các cái con linh kiện này, họ cũng đổ một cái lớp keo màu đen các bạn này. Đó, bao kín chân luôn. Và phía bên trên này các bạn sẽ có một con thạch anh dao động. Đó, cung cấp xung nhịp thời gian đúng không ạ? Để cho con IC này hoạt động này. Nó sẽ có một cái đường dẫn ra anten ở đây. Và đây là cái khu vực anten của nó các bạn nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với mặt còn lại. Đó, mặt còn lại này. Thì cái mặt này là khác rất nhiều so với cái con USB 100K mà mình mở cho anh em trước đây, cũng có APT các kiểu đó. Thì hoàn toàn gần như nó chỉ có một con Qualcomm duy nhất thôi, nó không có các cái thành phần linh kiện này. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, chính giữa các bạn sẽ có một cái đèn báo trạng thái nhé, trạng thái kết nối, trạng thái pairing cũng như là cái codec mà nó đang sử dụng này. Bên trên này anh em sẽ thấy một con chip có mã là MX25U3232F. Đây là một con chip nhớ, chip flash các bạn nhé. Thì nó sẽ giúp lưu thông tin trạng thái hoạt động của con USB này, trạng thái kết nối của các cái thiết bị gần đây. Đó, đại loại chức năng là chip nhớ các bạn nhé. Bên dưới này các bạn sẽ có một con IC này, 2601A. Đó, mình check ra thì nó nằm ở vị trí này, là một con IC kiểu nó là một con IC cách ly quang đấy các bạn, và có thể có tốc độ truyền tải dữ liệu rất là cao đấy. Nó nằm ở vị trí này thì theo dự đoán của mình nó sẽ làm nhiệm vụ là cái cách ly cái tín hiệu digital đầu vào này. Đó. Đi qua đây và nó sẽ được qua con này để cách ly hai nguồn với nhau. Nó sẽ tránh nhiễu được từ cái nguồn mà các bạn cắm vào. Đó. Qua đây thì sẽ là con cách ly quang này. Đó. Sau đó thì nó mới đưa vào cái con Qualcomm QCC3056 này để xử lý cái tín hiệu đấy và chuyển sang dạng Bluetooth các bạn nhé. Thì đó là cái thiết kế bo mạch của cái USB của Urin này, USB Bluetooth Audio. Các thành phần của nó khá là đầy đủ.
Mình thấy nó định giá tầm giá ba lốp là khá là hợp lý đấy các bạn, không bị đắt, không bị ảo giá đâu. Thậm chí là anh em săn sale áp mã thì có thể mua được với mức giá dưới ba lốp. Thì ở đây mình có search được một vài cái hình minh họa của một vài cái module Bluetooth audio, thì các bạn có thể thấy này, nó cũng sẽ có các thành phần tương tự nhá. Thì các cái module này tùy theo con chip và chất lượng linh kiện giá của nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là riêng cái module của con 5124 này giá của nó đã rơi vào khoảng 300 rồi. Mình vừa Google nhanh thì nó ở cỡ đó. Thì 3031 này thì giá của nó chỉ rơi vào khoảng độ hơn 100.000 thôi. Đó. Đây là riêng phần module nhá, chưa hoàn thiện, để chưa có thêm các cái thành phần như là cách ly rồi thì nút nhấn rồi lập trình các kiểu nhá các bạn nhá. Đó, chưa có anten Bluetooth các kiểu này. Thì cái module này, trên module các bạn cũng thấy sẽ có một con chip nhớ, chip flash đó. MX25U3232F đó. Thành phần cấu tạo nó xem có một con chip của Qualcomm này, có các cái tụ điện cuộn cảm ngoại vi để cấp nguồn đó. Có các cái chân để kết nối ra anten các kiểu này. Bên này thì là một dạng chip khác rồi. Đó. Ok, trên đây là toàn bộ các chia sẻ của mình về ngoại quan này, nội thất này, tính năng của USB Bluetooth audio mới ra của Ugreen. Thì con này cái điểm đặc biệt nhất của nó là hỗ trợ các cái codec nằm trong hệ aptX. Thì nó cũng là một sản phẩm mới thôi, mình mới mua và nhận hàng thôi. Thì mình sẽ tiếp tục sử dụng nó song song với cả cái USB Bluetooth dạng cho máy tính, cho Windows kia của Ugreen, và để xem một thời gian nó có ổn định hay không, có gặp lỗi gì hay không. Nhưng trước mắt thì đến thời điểm hiện tại mình test thì nó hoạt động khá là ổn định, chưa phát sinh cái vấn đề gì. Đó. Và cũng không biết nó bền hay không nữa. Thì mình sẽ sử dụng thêm một thời gian, và anh em nào quan tâm thì hãy comment bên dưới nhé. Anh em cần hỏi thêm hay là cần mình test thêm gì thì các bạn comment bên dưới, mình sẽ test và trả lời cho các bạn ngay. Giờ thì mình sẽ lắp nó lại các bạn. Rồi. Cái này lắp nó hơi hơi khó một chút. Đó. Bên đây thì là ok. Chúc bạn xem video vui vẻ. Mời các bạn cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới, như là Cuồng Tai Nghe True Wireless, Nghẹo Công Nghệ, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất.